Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng của năm 2023 do Bộ Công an tổ chức ngày 28 tháng 9, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 9 tháng của năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.700 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 52.000 trường hợp chở hàng quá tải. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, qua 40 ngày thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 47.000 trường hợp vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách giảm sâu cả 3 mặt, gồm giảm 38,7% số vụ, giảm 43,9% số người chết, giảm 33,1% số người bị thương. Qua 25 ngày thực hiện, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, bước đầu xác định 160 trường hợp người điều khiển là công chức, công an, bộ đội, nhà báo, đang công tác hoặc đã nghỉ hưu.